Trong khi những người tưởng là thân quen gần gũi nhất lại vẫn có thể nhẫn tâm làm hại các em nhỏ, thì đôi lúc chính những con vật vốn dữ dằn hung hãn lại trở thành người hùng, che chở bảo vệ cho các em trong hoàn cảnh mới nguy hiểm. Mới đây, hai chú chó Pitbull đã liều mình chiến đấu để giết chết hai con rắn độc để bảo vệ cho hai em nhỏ đang chơi trong sân nhà. Hai con Pitbull thuộc sở hữu của Melissa Booth, bà của hai đứa trẻ em 4 tuổi và 1 tuổi. Các em đang chơi trong sân nhà thì hai chú chó phát hiện ra có một con rắn Copperhead chỉ cách đó vài cm. Ngay lập tức, hai chú chó tên Slayer và Paco chạy đến sủa dữ dội để đuổi con rắn độc. Tuy nhiên, con rắn bắt đầu tấn công lại. Sau khi con rắn cắn vào chân Paco, Slayer bắt đầu lao vào. Con chó dũng cảm ngậm con rắn từ dưới đất lên và giết nó. Tuy nhiên, Slayer cũng bị rắn cắn hai phát sâu vào mặt và mõm. Bà Bút sau đó nhanh chóng đưa hai chú chó đến phòng cấp cứu để tiêm thuốc chống độc. Hiện Paco đã được về nhà, còn Slayer vẫn đang hồi phục tại phòng khám. Một tổ chức cứu trợ động vật ở địa phương đã quyên góp ủng hộ chú chó và gia đình 10.000 đô la Mỹ, hơn 200 triệu đồng để làm kinh phí điều trị.